cái ngày mà mình tới mình gặp surgeon, cái người nhổ răng cho mình, thì họ kiểm tra toàn bộ, họ nói là chết rồi, họ nhổ nhầm răng số 2 thay vì răng số 1. Sau khi mà mình nhổ 4 cái răng khôn thì một tháng sau đó cái nướu mình nó lành lại. Cái mình lấy tay mình chọt 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 vô cái khung xương phía sau á, tự nhiên mình thấy cái răng nó nhú ra. Sau khi mình nghi họ nhổ sai cái răng của mình thì mình lên group người Việt ở Seattle, mình hỏi xem là mọi người có cái giải pháp nào không, hoặc là có ai biết luật sư nào giới thiệu cho mình. Thì một bạn trong đó đã giới thiệu cho mình luật sư và mình đã gọi điện. Cái người luật sư này khá là tốt. Họ phân tích cho mình là điểm lợi và bất lợi khi mà mình sử dụng luật sư, và nếu giữa mình và nha sĩ đó không có giải quyết ổn thỏa thì lúc đó mới nhờ luật sư can thiệp. Đây là thông tin hồ sơ sức khỏe của cá nhân mình nên mình sẽ cho các bạn xem một phần của cái phim X-ray trước khi nhổ răng và sau khi nhổ răng. Thì các bạn thấy là sau khi nhổ răng, các bạn thấy cái lỗ ở giữa hai cái răng không? Là cái răng họ nhổ sai đó, còn cái răng đáng lẽ phải nhổ thì vẫn còn nằm ở đó. Thì mình thương lượng về cái settlement cost, là những cái đền bù thiệt hại do họ gây ra cho mình. Và cái thứ hai mình negotiate là cách mà họ sẽ sửa sai. Mình nhớ là mình nhổ răng khôn rất là lẹ. Cái ngày đầu tiên mình tới gặp cái nha sĩ nhổ răng thì mình đã chụp x-ray nguyên một cái hàm răng luôn. Và mình sẽ ngồi xuống tư vấn bác sĩ, nói nhổ răng này, nhổ răng kia. Thật ra răng của mình không có bị mọc ngang, mọc chéo, mọc dọc, mà nó mọc thẳng xuống luôn, rất là bình thường. Do mình ăn, thức ăn cứ bị bám vào, mình rất là khó chịu nên mình muốn nhổ hết luôn. Thì chi phí cũng rẻ, không có mắc. Cái bảo hiểm răng của mình khá là tốt, tại vì mình nhổ 4 cái răng khôn luôn và gây mê. Thì chi phí tổng cộng chỉ có 2.435 đồng thôi. Và cái tiền mà mình phải trả là 319 đồng, còn lại là bảo hiểm sẽ trả. Cái người nha sĩ mà mình chọn để nhổ răng đã có 15 năm học và đào tạo tại trường và 16 năm kinh nghiệm và có rất là nhiều review đánh giá tốt. Và cái văn phòng của họ rất là nổi tiếng ở khu vực mình ở. Thì trước khi mình làm cái gì đó thì mình cũng phải nghiên cứu, mình xem, mình đánh giá họ trước khi mà mình cho họ nhổ răng của mình chứ. Thì mình không nghĩ là họ lại mắc một cái sai lầm không đáng có như vậy. Mình nhớ là khi mà mình tới nhổ răng thì có một cái nha sĩ nhổ răng và có hai cái người y tá hay là trợ lý của bác sĩ đó. Thì họ dán cho mình những cái đo huyết áp, đo nhịp tim và một cái ống thở xung quanh. Và họ nói là bây giờ họ sẽ chích thuốc mê cho mình. Mình đếm 1, 2, 3 rồi mình ngủ luôn. Thì mình không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Khi mà chồng mình vô để đưa mình ra xe thì rất là ghê các bạn. Mình mở mắt cũng lừ đừ vậy đó. Bác sĩ kêu là bắt đầu đứng lên thì mình đứng lên. Bác sĩ kêu rồi ngồi xuống thì mình vẫn ý thức được mình ngồi xuống nhưng mà mình không nhớ gì hết. Giống như là bị bỏ bùa vậy đó mấy bạn. Xong rồi y tá sẽ đẩy xe lăn đưa mình lên xe. Và họ nói là bây giờ bắt đầu mình bước lên xe thì mình tự động bước lên xe luôn. Khi mà mình mở mắt ra là mình thấy mình đang ngồi trong xe trước cửa nhà rồi. Đây là đoạn video chồng mình quay lại, thì chồng mình hỏi cái gì mình cũng trả lời được, mình ý thức được. Nhưng mà mình không nhớ gì hết. Cái mặt mình rất là sưng và mình không hề nhớ cái gì đã xảy ra hết. Mình chỉ nhớ là khi mà mình bước xuống xe thì mình rất là chóng mặt. Và mình quay vòng. Và mình bị chóng mặt á nên mình ói rất là nhiều. Khi mà mình ói ra thì chỉ ói ra máu thôi. Thì bác sĩ có giải thích là khi mà mình nhổ răng á, mình có nuốt máu vô nên cái bao tử mình không có quen với máu nên nó sẽ trào ngược ra. Và mình cũng bị chóng mặt nữa nên mình ói rất là nhiều, mình ói cả ngày luôn mấy bạn. Nhiều khi mình nghĩ là bác sĩ chích quá nhiều thuốc mê hay sao đó. Là cái ngày đầu tiên là mình ngủ từ sáng tới tối, thức dậy là ói. Mình chỉ uống sữa Ensure hoặc là húp cái gì lỏng lỏng thôi, cũng chẳng ăn uống được gì nhiều. Qua ngày thứ hai, thứ ba thì mình bắt đầu tỉnh hẳn và ăn được đồ ăn rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai khi mình nhổ 4 cái răng khôn. Thì hiện tại bên má bên phải của mình vẫn còn thuốc tê và nó bị sưng bên đây nè. Bây giờ nó chưa có cảm giác gì hết, nó cũng bị tê tê. Còn bên trái của mình thì đỡ hẳn rồi, không có cảm thấy đau, cũng không có cảm thấy gì hết. Chỉ là cái bên phải như là nó nặng quá, còn sưng ở đây. Qua tới ngày thứ 5 thì mình có thể nói chuyện với khách bình thường và mình có thể dẫn khách đi xem nhà được bình thường và không có vấn đề gì xảy ra cả. Chỉ là nói hơi ngọng chút xíu thôi. Quá trình nhổ răng thì mình thấy là không hề đau gì hết, cũng không có gì quá ghê gớm. Sau vài ba ngày là trở lại bình thường rồi. Nên nếu mà các bạn có răng khôn hoặc là cái răng khó chịu trong người á, thì các bạn hãy nên nhổ đi. Mặc dù răng của mình thì không có bị mọc lệch, không có bị mọc ngang, nó chỉ mọc thẳng.
chỉ là do khi mà mình ăn đồ ăn nó mắc vô trong răng thôi nên mình ghét của mình nhổ hết luôn, và chi phí cũng rẻ. Các bạn cũng đừng tốn thời gian hỏi mình tên nha sĩ là gì và văn phòng nằm ở đâu để tẩy chay họ, thì ai cũng xứng đáng có một cơ hội sửa sai, và mình cho họ cơ hội sửa sai bằng cách sửa lại răng cho mình. Dù các bạn ở Mỹ, ở Việt Nam, ở Canada hay ở Úc thì nhổ răng mình nghĩ là nó cũng hên xui thôi, chứ nha sĩ của mình là rất là nhiều kinh nghiệm và khá là nổi tiếng và học hành rất là nhiều, mà không biết mình xui hay sao mà bị nhổ sai cái răng là mình không thể tin được. Ở Mỹ, một người có nhiều kinh nghiệm và học thức như vậy lại nhổ sai một cái điều không đáng có như vậy. Nếu mà các bạn là nha sĩ thì các bạn hãy cho mình lời khuyên là bây giờ cái răng của mình nên làm gì với nó. Mình implant hay là mình niềng răng hay là mình để vậy luôn, thì các bạn hãy comment bên dưới cho mình ý kiến nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh. Kéo bên nút đăng ký kênh có một cái chuông, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới mỗi khi mà mình up video. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Bye bye.